Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cầu Trần, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh thạch lựu mộc ngày Tân Dậu tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thạch lựu mộc kỵ tuổi ất mão kỵ mão ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và tỵ thành kim cục xung với mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Sát Cống, đại cát tốt mọi việc, có thể giải trừ được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới, khai trương và ngày hôm nay là ngày sát chủ xấu, sao Lộ Ban Sát kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày lao đao vì liên tục bị chơi xấu, cản trở, công việc thường phải bỏ dở giữa chừng mà không rõ nguyên nhân. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, có thể với bạn sẽ phải mất không ít thời gian để xác định những vướng mắc cụ thể nằm ở đâu và tìm cách để tháo gỡ. Trong mọi tình huống, tốt nhất là với bạn không nên quá tin tưởng vào người khác mà cần phải có sự tự chủ, nắm giữ mấu chốt vấn đề để không rơi vào tình huống bị động. Bù lại, vận trình ngày thứ 6 này, bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn đang có được nhân duyên khá là tốt đẹp, hòa hợp, có thể sẽ gặp được nhiều đối tượng tốt. Không chỉ nhân duyên với người khác giới được tốt mà các mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất hài hòa, quen được nhiều người bạn tốt, giúp đỡ cho bạn khá nhiều trong những lúc khó khăn, hoạn nạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, lao đao vì liên tục bị chơi xấu, cản trở. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, công việc thường phải bỏ dở giữa chừng mà không rõ nguyên nhân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, tốn không ít thời gian để xác định và tháo gỡ những trục trặc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ,
Tốt nhất là không nên quá tin tưởng vào người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nhân duyên hòa hợp, có thể gặp được những đối tượng tốt. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỷ dậu sửu chia chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên mọi việc đều tiến triển rất tốt đẹp. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến nhất định nhờ có sự nỗ lực và cả kinh nghiệm sẵn có của bản thân mình nữa. Đặc biệt trong ngày thứ sáu này, đối với những người đang có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì đây là một ngày vô cùng thích hợp. Với bạn nên nhanh tay tận dụng vượng khí cát lành trong ngày để không bỏ lỡ những thời cơ quý giá đến với mình. Nhìn chung, trong ngày hôm nay là một ngày với bạn tuổi Sửu không chỉ có tài lộc được dồi dào mà có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội lớn đến với mình. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim. Điều này sẽ gây ra cho bạn có những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa thể gặp được người ưng ý. Với bạn tuổi Sửu, bạn cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm người đồng điệu và thực sự phù hợp với mình. Chẳng thể vội vàng hay là ép buộc bản thân mình khi cảm xúc chưa tới bạn tuổi Sửu nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công danh sự nghiệp đạt được những bước tiến nhất định. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, mọi việc tiến triển được thuận lợi nhờ nỗ lực và kinh nghiệm của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên tận dụng vận may để khai trương, mở cửa hàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có khả năng được nâng đỡ, phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, người đang còn độc thân vẫn chưa thể gặp được người ưng ý. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được cát tinh là chính quan trợ mệnh, cho nên với bạn sẽ có một ngày không phải lo nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề gì. Và trong ngày này, các dự án với bạn tuổi Dần đang theo đuổi đều tiến triển vô cùng là suôn sẻ, thuận lợi. Chỉ cần bạn mạnh tiến hành đúng theo kế hoạch mà mình đã đề ra thì mọi việc sẽ đâu vào đó, kết quả mà mình nhận được rất đáng mong đợi nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, tài lộc của những bạn làm công ăn lương vẫn giữ được phong độ ổn định và đảm bảo nguồn thu nhập. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán thì với bạn đang có được những tín hiệu đáng mừng. Tài lộc vượng phát một cách rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể khi bạn biết nắm bắt được xu thế của thời cuộc, thị trường để làm giàu cho bản thân mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc, điều này sẽ làm giảm đi niềm vui trong ngày của bạn khi con đường tình duyên của bạn sẽ gặp phải những vấn đề long đong, lận đật, gặp nhiều trắc trở. Với bạn tuổi Dần, bạn cứ tưởng mình gặp được người luôn tìm kiếm bấy lâu nhưng cuối cùng lại hữu duyên vô phận, cho nên có gặp nhau rồi cũng đành phải bỏ qua nhau, để lại bao nhiêu tiếc nuối về sau này. Dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với bạn về phương diện tình cảm bạn tuổi Dần nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy không phải lo nghĩ quá nhiều về bất kỳ vấn đề gì. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, các dự án mà bạn đang theo đuổi đều tiến triển vô cùng là suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, mọi việc sẽ đâu vào đấy khi làm theo đúng như kế hoạch của bạn đề ra. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, điểm báo vượng phát với những người làm kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, con đường tình duyên lận đận gặp nhiều trắc trở. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 11, số 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh lục, màu xanh rêu. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo sẽ trải qua một ngày dễ vướng phải những sự bất hòa, tranh cãi trong các mối quan hệ. Và ở nơi làm việc thì đồng nghiệp không hiểu ý của nhau, dẫn đến khắc khẩu. Ở nhà thì vợ chồng, anh em lời qua tiếng lại, làm ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Điều này còn cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ đụng độ tiểu nhân mà với bạn tuổi Mão không hề ngờ tới. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ thái độ làm việc chạnh mãng, thiếu đi sự tập trung của bạn, cho nên rất dễ để xảy ra những sai sót không đáng có. Với bạn tuổi Mão, bạn nên tự chấn chỉnh lại bản thân mình trước khi đổ trách nhiệm cho người khác. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này cũng gây ra không ít bất lợi cho vấn đề về sức khỏe của bạn. Áp lực từ công việc lại thêm chế độ ngủ nghỉ, nghỉ ngơi không điều độ khiến cho bạn thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, cơ thể suy nhược. Với bạn tuổi Mão hãy tự cải thiện tình hình từ việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt của mình xem sao nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy dễ vướng phải những bất hòa, tranh cãi trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có thể xảy ra khắc khẩu với đồng nghiệp do không hiểu ý. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, cãi vã làm ảnh hưởng tới hòa khí chung. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc để hạn chế những rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt để cải thiện về tình hình sức khỏe của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn có được một ngày làm việc tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang có được sự hăng hái, cởi mở và sẵn sàng học hỏi, khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến. Điều này rất có lợi cho những người muốn học thêm nghề mới hoặc là những người có công việc tính chất mạo hiểm một chút. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những đam mê của mình. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ là hãy gắn đam mê của mình với tình hình thực tế để tránh vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Với bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước để làm bài học quý giá cho bản thân mình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này còn mang tới cho bạn có được vận may đào hoa nở rộ. Với bạn đang có nhiều cảm xúc thăng hoa tích cực, giúp cho bạn các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có được những bước phát triển trong công việc, cho nên với bạn tuổi Thìn bạn cảm thấy khá dễ chịu và rất phấn khởi trong ngày hôm nay.
Vậy câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có được một ngày tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ hăng hái, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, người muốn học thêm nghề mới sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim có thể mạnh dạn theo đuổi những đam mê của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy vận đào hoa nở rộ, có nhiều cảm xúc thăng hoa. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 94, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thái tuế. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội lớn, gặp được quý nhân. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, nếu như bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ của quý nhân, với bạn sẽ giảm thiểu được rất nhiều sự vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được những thành quả như ý muốn của mình. Lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, soi đường chỉ lối. Với bạn đang có được sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Và trong các tình huống xảy ra, với bạn tuổi Tỵ đều có thể dẫn dắt mọi người đi theo hướng của mình, với gánh vác mọi việc trong thời gian quan trọng, không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có được cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo, tài tình của mình nữa. Tuy nhiên á, về phương diện tình cảm với bạn tuổi Tỵ trong ngày này lại đang gặp ngày có kim khắc với họa. Điều này sẽ làm cho bạn nhận ra rằng tình cảm không phải cứ cố hết sức là có được kết quả như ý muốn. Và nếu như bạn tuổi Tỵ, bạn và nửa kia muốn ở bên nhau thì ngoài nỗ lực còn phải dựa vào nhân duyên, duyên phận. Vì thế, khi bị ai đó từ chối tình cảm thì bạn mệnh cũng đừng có buồn, có lẽ đối phương không thực sự là một nửa hoàn hảo dành cho bạn nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ tận dụng được sự hỗ trợ từ quý nhân để giảm bớt được những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người của bạn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hai người muốn ở bên nhau ngoài nỗ lực thì cần phải có duyên phận nữa. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 61, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, và đây là cát thần đã bảo cho công việc của bạn diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Với bạn tuổi Ngọ, cũng bởi thường ngày bạn luôn thận trọng và tỉ mỉ trong từng việc nhỏ, cho nên kết quả có được sự ổn định là điều xứng đáng đến với mình. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ, bạn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó, lại hòa đồng với mọi người. Bạn hãy tận dụng thế mạnh này của mình để phát huy khả năng, tích lũy thêm nhiều kiến thức, đừng có mãi dậm chân tại chỗ vì rất uổng phí. Ngoài ra, với bạn tuổi Ngọ bạn cũng cần phải có sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển phù hợp hơn với mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim. Điều này sẽ làm cho bạn có thể gặp phải một số vấn đề bất lợi về sức khỏe. Với bạn tuổi Ngọ, bạn dễ rơi vào tình trạng bị kiệt sức, căng thẳng, stress, có thể là do bạn sắp xếp thời gian biểu chưa hợp lý, chỉ cần điều chỉnh lại một chút, quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn là được bạn tuổi Ngọ nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công việc diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tích cực duy trì thói quen thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ mà mình làm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, được đánh giá cao nhờ bản tính cần cần cù, chăm chỉ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên tận dụng thế mạnh để phát huy khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có thể gặp phải một số vấn đề bất lợi về sức khỏe. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn cần phải tập trung vào công việc của mình nhiều hơn. Và càng về cuối năm sẽ càng có nhiều công việc cùng dồn tới một lúc, với những việc còn tồn đọng hầu như chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Đây không phải là lúc cho phép bạn tuổi Mùi được nhàn nhã hay là đụng đỉnh nhá. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, mối quan hệ giữa bạn với đồng nghiệp cũng khá là nhạy cảm. Và nếu để xảy ra sự tranh cãi sẽ chỉ khiến cho công việc của bạn càng trì trệ, chất lượng bị giảm sút mà thôi. Một phần cũng là do bản mệnh nóng lòng muốn xong việc, có phần quá khích. Điều này có thể sẽ khiến cho bạn cô lập và bị bàn tán sau lưng nữa. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, bạn vẫn có được người thân, gia đình ở bên để giúp đỡ, động viên trong những lúc khó khăn như thế này. Tuy không phải trực tiếp ra mặt, nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ hoặc là đưa ra những lời khuyên đúng lúc từ người thân sẽ giúp cho bạn có được những quyết định sáng suốt, kịp thời giải quyết cũng như tháo gỡ được những khó khăn, khúc mắc mà mình đang gặp phải. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, cần phải tập trung nhiều hơn để giải quyết công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, càng về cuối năm sẽ càng có nhiều công việc dồn tới. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đây không phải là lúc được phép nhàn nhã hay là đụng đỉnh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ với đồng nghiệp nhạy cảm, dễ có sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có người thân, gia đình ở bên giúp đỡ, động viên kịp thời. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 66, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của chính tài độ mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn khá là sáng. Các tinh này chiếu mệnh còn đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính của mình. Lương cứng cũng sẽ giúp cho bạn đủ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Còn nếu như bạn muốn có được sự dư giả hơn nữa thì đương nhiên với bạn sẽ tìm cách để làm thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình nữa nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân, đối với những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, trong ngày hôm nay cũng là thời điểm tương đối là thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định về đầu tư hoặc là kinh doanh hoặc là ký kết những hợp đồng quan trọng. Với bạn mệnh có thể sẽ gặp được một vài đối tượng đáng tin cậy, bạn cần phải duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp cho hai bên nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này sẽ tác động xấu lên sức khỏe của bạn. Một vài triệu chứng bất thường có thể sẽ khiến cho cơ thể của bạn lên tiếng cảnh báo trong thời gian qua, có vẻ dù bạn đang bỏ bê, không chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình kịp thời. Hơn nữa, với bạn đang có những suy nghĩ căng thẳng kéo dài cũng có thể sẽ khiến cho bệnh dạ dày của bạn trở nên nặng hơn, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có một nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, muốn dư dả hơn sẽ
tìm thêm các nguồn thu khác. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ gặp được một vài đối tượng đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên dành thêm thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu trở nên hiếu thắng, kiêu ngạo, làm gì cũng quên bản thân mình là nhất. Với bạn tuổi Dậu, bạn chỉ thích làm theo ý của mình mà không màn tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng và nổi khùng lên khi có những bất đồng quan điểm với người khác nữa. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp. Chỉ nghe vài lời đả kích cũng đã cảm thấy khó chịu, nóng nảy, cáu gắt. Với thái độ này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu chẳng những với bạn không thể hợp tác được trong công việc mà ngay cả trong cuộc sống của mình cũng sẽ có nhiều điều không hài lòng xảy đến. Bù lại, về phương diện tài lộc của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này sẽ là điểm sáng cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Với bạn nên tranh thủ lúc này để xúc tiến một vài kế hoạch về kinh doanh, đầu tư vào các dự án mà mình đang tìm hiểu. Dù ban đầu chưa thu được là bao nhiêu, nhưng với bạn sẽ có được cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa. Tương lai nguồn thu với bạn sẽ tăng lên rất đáng ngưỡng mộ nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, trở nên hiếu thắng, làm gì cũng coi bản thân mình là nhất. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chớ làm theo ý của mình mà không mà tới ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dễ nổi khùng khi có những bất đồng quan điểm xảy ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, quan hệ xã giao trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên tranh thủ xúc tiến một vài kế hoạch về kinh doanh. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày khá là vất vả. Trong ngày này có nhiều việc dồn tới một lúc, với những việc còn tồn đọng hầu như chưa được bạn hoàn thành đúng tín độ. Với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải trầy trật để sắp xếp và hoàn thiện mọi thứ sao cho có trật tự hơn nhé. Hơn nữa, ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng rất dễ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Điều này sẽ khiến cho công việc của bạn càng bị trì trệ, chất lượng bị giảm sút. Cộng bởi với bạn tuổi Tuất không biết kiềm chế lời ăn tiếng nói của mình khi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, đôi bên lời qua tiếng lại, không khí ngày càng căng thẳng. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim. Điều này sẽ khiến cho con đường tình duyên của bạn không được thuận lợi cho lắm, nhất là đối với những người đang còn độc thân, nên tìm hiểu kỹ người mà mình đang có ý định cùng chung chí hướng bước tới cuối cuộc đời. Bạn đừng có để cho cảm xúc đánh lừa lý trí mà quên mất điều mà mình muốn, mình cần là gì nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, làm việc vất vả khi có nhiều việc dồn tới một lúc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nhiều việc còn tồn đọng chưa được hoàn thành đúng tín độ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, phải trầy trật để sắp xếp và hoàn thiện mọi thứ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, dễ gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè, công việc trì trệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, người độc thân nên lý trí hơn, làm theo cảm xúc. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 81, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn có được sự thăng tiến không ngừng. Bạn mệnh tuổi Hợi có được cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí mà mình đang có. Với những cố gắng, cống hiến của bạn đã được đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên công nhận và đánh giá cao và có ý định trao thêm cho bạn có nhiều trọng trách trong thời gian sắp tới nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi á, cái chuyện tình cảm của bạn cũng khá là tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Và nếu như bạn đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc đến với bạn. Người ấy rất có thể sẽ đón nhận tình cảm mà bạn đã gửi trao nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa có đường công danh sự nghiệp được thăng tiến không ngừng, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ có được cơ hội thể hiện năng lực xứng đáng với vị trí mà mình đang có, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc những cố gắng từ trước đó đã được công nhận, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim các chuyện tình cảm của bạn tươi sáng, được nhiều người để ý đến, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy người độc thân có thể mạnh dạn ngỏ lời yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!